mời bệnh nhân phòng số 7 ra lấy đồ ăn. Mời bệnh nhân phòng số 8 ra lấy đồ ăn. Xin cảm ơn, tạm biệt. Mục đích sử dụng của các robot Vbot thì cho phép thực hiện các chức năng chính như hỗ trợ các nhân viên y tế trong việc vận chuyển đồ ăn, nhu yếu phẩm hoặc thuốc men cho bệnh nhân trong khu vực cách ly, hoặc mang những đồ rác thải của bệnh nhân từ trong khu vực cách ly ra ngoài. Bên cạnh những chức năng hỗ trợ vận chuyển thì một cái chức năng rất quan trọng khác nữa mà hệ thống Vbot đem lại đó là cho phép nhân viên y tế có thể thực hiện chế độ thăm khám từ xa với bệnh nhân ở trong cách ly thông qua các hình giao tiếp như bạn thấy ở đây. Thì nhờ cái chức năng thăm khám từ xa này mà chúng ta có thể giúp giảm thiểu cái thời gian tiếp xúc trực tiếp của cái nhân viên y tế với bệnh nhân, từ đó giảm cái nguy cơ lây nhiễm chéo trong đội ngũ các nhân viên y tế. Mời bệnh nhân phòng số 10 ra lấy đồ ăn.